Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân đồng chào tất cả quý vị đến với câu chuyện căn phòng trọ có quỷ. Thực ra không chỉ là căn phòng trọ không, mà đôi khi là ký túc xá trong trường đại học nó cũng có nữa đó. Nhưng qua câu chuyện tâm linh Thanh Đồng 364 ngày hôm nay, Thanh Đồng phân tích và nói một số khía cạnh về nơi ở có quỷ để cho mình có một cái cách hoặc là một cái biện pháp gì đó, hoặc mình dịch chuyển chỗ ở. Một, nếu như mà mình biết đất đó quá độc, độc tới mức không cứu chữa được, mình dời đi. Mình đừng ý là mình chuyển đổi được người ta. Chưa gì thổ thần ở đó mà còn không chuyển đổi được người ta thì mình là cái gì mà tự tin vậy? Ha. Thì nếu mà đất đó là có quỷ dữ ở, vận thế phong thủy mà quá xấu, bị ểm hại đó. Tại vì nhà trọ với nhau nó cạnh tranh, nó ểm nhau đó. Mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái tinh thần, cái khí lực của mình. Mình nên dọn đi, mình đừng ở. Mình ở là tinh thần sức khỏe mình xuống, mà cái may mắn mình cũng không có tới thì thôi cũng không nên ở làm cái gì. Lưu luyến làm gì một căn trọ. Công sức thì thôi mình gắn khấn Phật trời của quyền gia hộ cho mình gặp được một cái căn trọ tốt đẹp. Ha. Còn quý vị biết á, ở trong một cái căn ký túc xá đó, cái thời mà Thanh Đồng còn học đại học, 1-2 giờ đêm là cái tiếng cười the thé của một người con gái nó thét lên trong đêm tối. Cười mà rợn người luôn, cười the. Ghê sợ. Trời ơi, tự nhiên nhắc tới nổi da gà. Thanh Đồng thì Thanh Đồng không có sợ, mà quý vị hỏi Thanh Đồng có nghe không? Nghe. Nghe rành rành. Cái ký túc xá đó Thanh Đồng không có kể tên, nhưng mà cái tên đặc biệt người ta thường chọc gọi cái tên ký túc xá đó là Lầu Xanh. Nói thẳng ra ký túc xá Cà Mau đi. Ừ, kể tên nói thẳng đi chứ bây giờ giấu che cái gì nữa. Còn hỏi trường nào thì tôi không nói. Quý vị biết á, nó rẻ mà mình ở đó sao tự nhiên 3 ngày 4 ngày cái mấy đứa nó tự nó dọn nó đi. Sao mình ở 3 ngày 4 ngày tự nó dọn đi? Thì tối mình tưởng đâu thì mình có phần căng, nào giờ mình đi tới đâu thì ma quỷ cái chuyện đó mình thấy như cơm bữa. Mình mà ai biết tụi nó cũng thấy, tụi nó cũng đâu kể cho mình nghe. Cái lúc mãi sau này gặp lại thì nó mới nói là em ngủ xong mà em thấy có người bóp cổ em. Nửa đêm người ta đưa cái mặt, người ta xát cái mùng vậy nè. Người ta lè cái lưỡi ra mà cái mặt nó máu không nhìn em. Thì nó 2-3 ngày nó bỏ nó đi. 10 đứa như một. Cái phòng sĩ số là 10 người, 8 người. Mà có 3-4 đứa ở. Một đứa là quá lì, âm trì địa ngục. Một đứa là Thanh Đồng. Còn đứa kia là dạng như là mẹ của nó làm ni cô, gốc củ quyền nó cũng lớn. Chắc cũng ngang ngửa Thanh Đồng á. Nó ở được, ở có 3-4 đứa. Mà quý vị biết á, có một cái bạn đó thì bạn học về công nghệ thực phẩm. Rồi bạn vô bạn ở được 1 tuần. Ở 1 tuần nha, ban đầu cũng thấy nằm mơ ác mộng giật mình, thấy cũng dữ lắm mà tưởng đâu. Mình tưởng tượng. Tại Thanh Đồng cũng hay nói cho nó nghe một số câu chuyện, rồi mấy bạn kia kể lại thì nó nói là chắc nó tưởng tượng thôi. Còn không thì nó nghĩ xấu. Nó nghĩ xấu cho Thanh Đồng làm thì muốn cái chỗ đó vắng rồi mới kể cho nó nghe, hay là sao đó. Sau này nó cũng nói là như vậy, nó tâm sự là thì em cũng nghĩ là Thanh Đồng nói như vậy để hù dọa nó, để cho nó đi, để cho cái phòng 3 người ở cho nó rộng. Mà thực sự ra cái phòng sĩ số ở 10 người, ký túc xá cái phòng đó ở 10 người mà có 3-4 đứa ở. Rồi quý vị biết đó, cho tới cái ngày mà nó ở tầm khoảng gần 10 ngày đó, thì nó thấy cái con quỷ nữ, cái con quỷ này có nanh luôn, con mắt đỏ chạch, nói với nó: mày mà còn ở chỗ của tao nữa, tao cắn cổ cho mày chết. Tao cắn cổ mày chết. Nhỏ qua hôm sau tự nhiên dọn đi luôn. Nó dọn đi xong rồi nó gặp lại mình nó mới kể, chứ tức thì dọn đi nó cũng không dám kể. Còn cái dãy ký túc xá đó là tụi nó ngủ tụi nó thấy bị bóp cổ hoài. Mà Thanh Đồng thì thấy cái thằng đó nó mặc cái quần tà lõn, cái quần tắm biển, nó chạy rọc rọc vòng vòng, nó giỡn nó chọc hoài. Quần tắm biển đàng hoàng nha, quần sọt. Thì có cái người đó cũng có căn, người ta vô người ta cũng thấy y rang như Thanh Đồng thấy vậy đó. Mà quý vị biết á, Thanh Đồng lì ở là tại vì sao biết không? Nó rộng rãi, nó thoải mái. Buổi trưa mà vô đó nó mát lạnh nè. Mà đặc biệt nó không có tổn hại túi tiền. Nó rẻ rề. Mà hầu như là không ai ở. Cái mình ở cái năm sau mình không có đóng lại cái tiền. Nói nào gây ra, cái này là Thanh Đồng thú tội.
năm sau không có đóng tiền mà vẫn ở bình thường. Bây giờ thì chắc không còn được, chứ hồi xưa là không đóng tiền mà ký túc xá vẫn ở được, ở chui, ở ké ha. Rồi thì một thời gian sau đó, cái Thanh Đồng lập một cái bàn thờ, Thanh Đồng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì yên tĩnh, lắng lặng đi mấy tháng. Rồi tụi nó cũng phá, tụi nó thổi vô trong tâm mấy hàng bảo vệ á. Nó xui khiến mấy hàng bảo vệ tới quậy, bắt Thanh Đồng là phải dẹp cái bàn thờ đi. Thanh Đồng thì cũng phải, thì mình là sinh viên của trường mà mình cũng không có ở hợp lệ. Mà nói nào nghe, bảo vệ thời đó thì nó cũng là sinh viên, nó thông cảm cho mình, nó không có đuổi mình. Nhưng mà nó bắt mình đó là phải dẹp cái bàn thờ đi. Thì Thanh Đồng cũng buộc lòng là phải thí vàng dẹp bàn thờ đi. Mà từ khi dẹp bàn thờ Bồ Tát Quán Thế Âm đi rồi, một cái quý vị ơi, cái đêm đó, cái đêm đó nó hiện hình ra giữa phòng. Nó mặc cái quần xà lõn, cái con ma nam với cái con ma nữ là có nanh, con mắt đỏ chạch, đứng nhìn Thanh Đồng vậy nè. Cái dạng như là hù với dọ cho Thanh Đồng bỏ đi. Cái lúc đó Thanh Đồng 2 giờ Thanh Đồng bật vậy, Thanh Đồng ngồi, Thanh Đồng nhìn nó. Thanh nói bữa nay hiện hình cái cho gặp luôn, thẳng mặt thẳng thừng luôn. Cái lúc đó cô nhảy vô trong xác Thanh Đồng. Cô vừa vô xác, cô nhướng mắt, cô nhìn nó bỏ nó chạy. Và cô vừa vô xác nhướng mắt nhìn nó bỏ nó chạy. Là thôi Thanh Đồng thấy cái vùng đất này nó cũng không có an toàn. Mình thì mình là trường thương thì dễ đỡ, mà ám tiễn thì khó phòng, mà giọng thư đánh lén, nó núp lùm mà nó bắn tên không thì mình cũng chết. Nó đánh lén rồi lỡ mình bệnh, thôi Thanh Đồng dọn ra ngoài trọ, Thanh Đồng ở. Thì đó là câu chuyện mà khi mà Thanh Đồng còn là sinh viên trong ký túc xá. Mà quý vị biết á, cái câu chuyện mà ký túc xá này Thanh Đồng cũng không tiện kể tên. Ngày xưa đó, có cái anh đó, anh là sinh viên luật năm 3 rồi. Không biết lý do gì mà anh treo cổ anh chết. Anh treo cổ anh chết trong cái căn ký túc xá đó luôn. Thì người ta đóng cửa lại, người ta không có cho ở một thời gian. Rồi cái anh này nè là mới thách thức cái anh kia. Tao đố mày vô đó ngủ một đêm, tao sẽ bao mày ăn sáng một tuần. Ha, tao đố mày vô đó ngủ một đêm, tao sẽ bao mày ăn sáng một tuần. Sĩ diện đàn ông thanh niên. Với lại nó ưỡn tuần ăn sáng đâu cá cũng được. Cái anh này anh vô anh ngủ. Nửa đêm đèn tự động bắt, đèn tự động nó bật vậy. Cái radio á, cái hiện trường mà anh này treo cổ, thì cái đồ của anh này vẫn còn để nguyên. Trong có một tuần đầu mà cái radio tự động nó bắt lên. Thì anh này tưởng đâu là ai phá mình chui ra tắt. Vừa chui ra tắt gặp cái bóng hình của cái chàng thanh niên treo cổ hiện ra, hiện đành rành ra luôn. Ổng hết hồn, ổng sợ, ổng tông cái cửa, ổng chạy. Từ một thanh niên gan dạ kiên cường, không tin ma quỷ, không sợ đất trời, từ đó đi tu luôn quý vị. Từ khi gặp ma cái đi tu ăn chay trường tới bây giờ. Đôi khi gặp ma nó cũng có cái tác dụng có ích lắm chứ ha. Mô Phật. Mà quý vị biết á, cái cây me trong một cái dãy ký túc xá Thanh Đồng gọi nó là dãy phòng 1, phòng 1 D8 thì tao gọi gì đi, ai biết 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 thôi. Thì trước cái phòng 1 nó có một cái cây me rất là lớn. Mà ai ở trong cái phòng 1 ở cũng không được lâu, ở khó chịu mà về bực bội bức bách. Mà đặc biệt là cái giường đầu tiên, cái giường ngay cửa không bao giờ ngủ được. Buồn ngủ mệt cấp máy lên, không bao giờ ngủ được. Nằm thiêu thiểu cứ giật mình thức như có ai lợi kêu dỗ. Nằm thiêu thiểu giật mình thức như có ai lợi kêu dỗ vậy đó. Rồi nó nghe lời ai chỉ, nó lấy cái gựa với cái búa nó để dưới chiếu. Nó ở đâu được tầm nửa tháng tự động dọn đi. Nó bệnh quá, nó chịu không nổi. Bệnh thân, quỷ dữ không. Cái chàng thanh niên này nè, vào ký túc xá ở. Cái căn phòng trọ và cái ký túc xá ở với nhau. Ban đầu là từ trọ vào ký túc xá ngủ ké thằng bạn. Rồi ngủ thằng bạn qua trọ mình ngủ. Thì tại hai đứa nó đó cùng nhau đi chơi. Thì sinh viên á, thì quý vị đã từng là sinh viên quý vị cũng biết. Thấy vậy chứ cũng ham chơi dữ lắm á. Thì thằng bạn này nó mới kể cho thằng bạn của mình nghe là: mày vô ký túc xá tao mày ngủ thử đi. Cái phòng đó ngày xưa đó có cái cô con gái đó đã tự tử chết ở trong phòng. Tự tử chết trong phòng. Cái thằng này nó mới vô trong phòng, nó la làng lớn lên: tối nay nhớ vô gặp tôi nghe, gặp được ma nữ tôi khoái lắm, có gì tôi hiếp dâm luôn. Mô Phật. Thì tối anh chàng này ngủ lại đó. Quý vị biết không, tối không biết nó gặp cái gì.
nó cũng không kể cho ai nghe, và tới thời điểm hiện tại cũng không ai biết là nó gặp cái gì mà nó đái rồi ỉa luôn trong mùng trong chiếu. Sáng lại nó nằm không có đi được, nó phải điện cha mẹ nó lên chở nó đi bệnh viện, và từ đó trở về sau không còn thấy hình bóng nó lết vô ký túc xá chơi giỡn nữa. Thanh Đồng khẳng định cho tất cả quý vị nghe. Một, mình đã biết vùng đất đó là vùng đất linh, có ma, có quỷ, có tinh, có tà, có cái hôn, thì mình đừng có bao giờ mà buông những cái lời bậy bạ thách thức người ta. Những cái loài quỷ dữ mà chết bậy đó nó sân tâm lắm, nó khó siêu mà nó sân tâm lắm. Cái thứ hai, mình phải chọn lựa một nơi có phong thủy tốt, một cái nhà trọ mà có ánh sáng, có gió, để cho nó có cái nguồn sinh khí. Cái thứ ba, mình ở trọ là mình có thờ, có kiêng, có lành, mình thường xuyên niệm Phật, trì chú Đại Bi sáng tối, và mình hào phóng chút xíu, mình đừng có ích kỷ. Trọ nào ông chủ trọ cũng hào phóng là thường mời những người bạn lành, bạn tốt tới ngồi uống trà, ăn bánh để cho nó xông cái khí lực, để cho cái dương khí nó tràn ngập vào trong cái căn trọ của mình. Thì đó là những điều mà Thanh Đồng dặn dò quý vị. Quý vị biết á, Phật, mặt trời, ánh sáng, gió, dương khí là những điều cần thiết cho những nơi ở. Ví dụ như cái am Thanh Đồng mà mới xây lên, Thanh Đồng cũng mời nhiều người tới tu để cho am ấm sáng đẹp lên trong đường âm và kể cả đường trần. Nam mô Thánh Cô, Tiên Cô, Tổ Cô, Đồng Nương, Gia Hộ. Kính mong tất cả quý vị nghe sự góp ý của Thanh Đồng cho mình một cái kinh nghiệm trong cuộc sống và cho mình những cái kinh nghiệm trong tâm linh. Nam mô Phật.